Chiều ngày 27 tháng 6, Sư đoàn 5 đóng quân trên địa bàn xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tổ chức hội thi tuyên truyền viên trẻ năm 2024 với chủ đề Quân đội anh hùng, phòng vững mạnh. Dự hội nghị có Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Phó chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 5. Phần thi của 5 đội thi đến từ các đoàn cơ sở thuộc Sư đoàn 5 tập trung tuyên truyền các nội dung truyền thống xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam gắn với truyền thống của đơn vị. Những tấm gương anh hùng, liệt sĩ trong công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân và những giá trị phẩm chất, hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Kết thúc hội thi, giải nhất thuộc về đoàn cơ sở Trung đoàn 5, giải tuyên truyền viên xuất sắc thuộc về đồng chí Đỗ Thành Nhân và Nguyễn Hà Trang Thư.